Hello, dân cài xin chào cả dân chơi. Ok là clip đột kích các bạn ơi. Đó, thì tại vì mình làm bút bot bản 3 anh em mình săn cài rất là nhiều 4S, mình quay clip rất là dài rất là nhiều. Đó, cho nên là mình bữa giờ mình úp quá trời. Nó vẫn chưa hết còn nhiều lắm anh em, nhưng mà từ từ giờ hôm nay mình sẽ đổi không khí lại anh em. Các bạn thấy mình đã vô kho đồ rồi, các bạn biết mình sẽ làm gì rồi ha. Hôm nay mình sẽ cho bạn coi kho đồ khúc này không tên thôi, và những clip tiếp theo mai mốt mình sẽ có thể mở. Cái này là không clip nè, cái này là clip được nè, 33 hòm nè anh em, 33 hòm pháo đài B90 nè anh em. Đó, đâu rồi, cho nó chạy anh em coi nè, đâu rồi, chạy lâu dữ mà. 233 nè, cái hòm này pháo đài 2 anh em, Vol 2 là cũng giống như 70 kia luôn, mà cái này là số 2, mình được 3 hòm. Rồi clip hôm nay á, cái hòm này là không không mở anh em, đợt mở mấy chục hòm rồi á, là lần này Collect Gold này là không mở ha. Lần này mình sẽ mở cái bộ sưu tập lục bảo này anh em. Đó, có 27 hòm luôn. Rồi những clip sau có thể mình sẽ mở tới cái hòm này anh em. Đang có 20 hòm rồi. Hòm này làm hầm, cái hòm xanh này làm rất cực anh em, nhiều khi phải ăn boss 5 sao rồi các thứ anh em. Đó, thì để mở hòm này mình sẽ mở chung với cái hòm boss 5 sao anh em. Thì bữa giờ mình không chú tâm đến hòm boss 5 sao nữa, cho nên là mình cài hơi ít. Đó, mình tập trung là nhiệm vụ với làm bút boss thôi anh em. Đó, ok. Thì giờ mình ghi rất là dễ thôi, cái hòm 5 sao mình chỉ cần ghi K5 thôi. Thấy không? Dễ chưa? Đó, còn cái hòm mà lục bảo thì mình ghi CRI. Đó. Thấy chưa? 27 hòm ha. Rồi. Thì giờ mình sẽ mở trước hòm này. Rồi hồi mình mồi bằng cái hòm mà boss 5 sao hết anh em. Ok ha. Rồi giờ mình phải mở ra trước là bao nhiêu hòm ta? 4 5 hòm đi ha. Ok, 4 5 hòm. Mở nè, mảnh búp bê, mảnh triệu hồi này, ok. Rồi thứ hai, hơi tới mảnh boss tiếp anh em. Rồi tới cái thứ ba nè, bộ sưu tập đi nào. Ấy da, ra luôn cái cây voi vĩnh viễn anh em. Ok, tiếp tục cái thứ tư anh em, rồi ra thêm con này vĩnh viễn anh em. Mảnh triệu hồi boss đây hơi nhiều nha anh em, nhưng mà làm cực lắm. Cái thứ năm luôn, mình hả qua anh kia anh em. Rồi lại thêm cái này nữa, ok. Rồi thì giờ chúng ta sẽ qua bên đó, bên này có 25 hòm, mình sẽ bao nhiêu ta, mở 3 hòm để cho kịp cái kia ha. 3 hòm nha, một hòm ơi, lại là thẻ triệu hồi boss. Vé trang phục ra cái gì, bộ sưu tập hot đi anh em. Ok, rồi thì chúng ta sẽ qua lại bên kia anh em, ta bấm CRI để nhảy qua đây mở tiếp cái anh em. Cái này nó gần giống như cái bộ gold anh em, nhưng mà nó sẽ có thêm những cái mảnh lạ trong đây nữa anh em, giống như cái bộ gold là mỗi cái nó ra một cây á, nhưng cái này có thêm mảnh búp bê rồi các thứ. Ra cái này không là hơi bị căng nha anh em, mình cần thêm bộ sưu tập. Ok, không ra gì luôn hả? Rồi ôi, ra mấy cái mảnh không nè, tiếp tục. Ok rồi, chúng ta qua bên cái kia đi anh em ơi, K5 phải không? Rồi mở 4 hòm anh em, giúp. Trời ơi, cái bộ sưu tập này mình đâu cần, bằng sưu tập hot hơn nữa, hiếm hơn nữa chứ. Rồi rớt luôn nè. Rồi, cái này không hiếm, cái này cũng được, cái này cũng có nhiều anh em ơi. Một cái nữa nghe anh em. Rồi lại qua bên kia anh em ơi. Rồi, cái bên này mình thấy làm cực mà sao nó ra gì á, nó ra gì thấy nâng cấp hơn cái kia thôi xíu anh em. Rồi ok,
nè, nó vẫn có thêm mấy cái mảnh búp bê thôi à nè, nhưng mà được cái nó ra cái mảnh mảnh boss này thì nhiều anh em, cả đống búp bê rồi anh em ơi. Ok, lâu cái đống mini luôn, bê mảnh thôi nha. Rồi chúng ta qua bên cái hòm boss nha anh em, giờ mình sẽ mở 5 hòm nha. Hay à, bên này nhiều khi bên này thấy có lý hơn cái kia anh em, làm nhiệm vụ cực mà khám phá gì đâu, mình thấy nó không có phê. Ok, cái nữa thôi ra cái này nữa, gọi một cái nữa là đủ 5 anh em. À rồi, ôi rồi tiếp anh em khám phá hết để xem cái nó có lỡ nó có ra gì đặc biệt không, thấy được hết ạ. Rồi một nè, cây voi y như mấy cây trong cái hầm go luôn, mà nó ra cái mảnh được cái nó ra cái mảnh kìa. Ôi cái này không có mảnh luôn kìa, áo thật sự nè, búp bê là mảnh búp bê vực băng là nó ra mảnh búp bê thì có 10 mảnh thôi. Ok rồi tiếp tục bên kia anh em ơi, vậy là cái hòm trắng là khá là ngon, mình mốt mình sẽ mở tiếp cái hòm trắng còn 20 hòm mà. Ok, 4 cái nữa nha. 1 2 3 ơi 4. Thôi lại là cái này anh em. Đèn quá, hôm nay hơi hơi đen nha. Ok, đợi mình xíu anh em. Ok. Rồi, khám phá tiếp anh em. Làm này cực quá trời mà sao không thấy gì hấp dẫn ta. Ôi ôi không có cái kia luôn à, một cây luôn à. Để anh mở còn 3 cái quanh kia, mở kia anh em. Thì à, lúc đầu nói có thêm 10 mảnh, lúc sau cũng nhiều cái không ra luôn anh em. Ok, ra cái mấy cái mảnh cận chiến rồi, mấy cây cận chiến nhiều lắm anh em. K5 nha. Rồi, làm 4 hòm nữa, qua kia mở hết, qua này mở hết. Chơi luôn. À, đợi mình xíu anh em. Ok anh em. Ok, hình như là mình rút ra được một cái kinh nghiệm là cái hòm đó nó sẽ cho các bạn mở ra được cái mảnh anh em, mà tới 10 mảnh lận. Mà cái mảnh đó các bạn mở hòm 4 sao sẽ rất là khó mà được có lần 5 mảnh à. Ok, giờ mình mở hơi tiếp này anh em. Hãy ra kia hơi bị đen anh em ơi. Ok. Ok, đen luôn rồi. Ok, giờ tiếp tục qua kia anh em. Rồi, có nhiêu làm hết anh em. Cái này nó được cái ngon là nó có thêm cái mảnh anh em. Rồi, không ra mảnh gì là xui nè. À, ví dụ ra một cái mảnh này X10 nè anh em. Đó, cái này rất là ngon, được cái là nó nằm gọn gọn trong cái này luôn. Đó, mấy cái mảnh này là các bạn mở rất là cực trong hầm 4 sao nha. Rồi ok, giờ mình sẽ qua bên làm hết cái hầm 5 sao luôn. Rồi thì chúng ta sẽ dừng clip nha. Đó thì sau khi mở mình đã rút ra kinh nghiệm như vậy nha. Các bạn muốn làm muốn mà săn mảnh boss á thì các bạn nên làm nhiệm vụ đó để ra mảnh boss rất là ngon nha. Ok. Còn hai cái nữa nè. Ra cái A12 không? A12. Ok. Đó. Hôm năm sau thì mình khám phá 25 hòm nó vẫn ra chưa đủ anh em. Ra có một số loại bộ sưu tập xíu á. Cái hòm này nó còn nhiều vật phẩm trong này nữa anh em. Rất là nhiều luôn nha. Nhưng mà mình không có đợt mình mở năm mấy hòm luôn. Vẫn chưa thấy ổn. Cái mà không lẽ tích thêm tới cả trăm mấy hòm thì lâu lắm. Nên là mình mở kèm theo những lần mở như thế này nè ha. Ok thì đó thì cái hòm lục bảo này á thì cho các bạn sẽ ra được mảnh búp bê là một ha. Khỏi lạnh dụ khỏi đi kiếm thêm mảnh đó. Thứ hai là các bạn ra được cái cận chiến mini. Đó, cây voi, cái con mini thao đồ vân vân. Thứ ba là nó sẽ ra cái 10 mảnh của mảnh boss 5 sao nghe anh em. Ok thì giờ mình sẽ dừng clip nha. Thì chúc các bạn xem clip vui vẻ. Ok bye bye.